Trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA sẽ sớm có hiệu lực ngay trong năm 2020, các nội dung trong chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA của Bộ Công Thương cần phát huy đến mức cao nhất hiệu quả các cam kết của EVFTA. Tại buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị chức năng về chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì mới đây, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương cho biết, nội dung phê chuẩn Hiệp định EVFTA đã được đưa vào chương trình họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4 năm 2020. Trong trường hợp Quốc hội phê chuẩn EVFTA tại kỳ họp thứ 9 diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 tới và Hội đồng châu Âu hoàn tất việc ký duyệt trong khoảng thời gian nói trên, EVFTA có khả năng có hiệu lực ngay trong tháng 7 năm 2020. Bộ Công Thương cũng đã kiến nghị Thủ tướng giao các bộ triển khai ngay các văn bản quan trọng và cấp thiết liên quan đến hiệp định. Trong đó, Bộ Tài chính xây dựng nghị định về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xây dựng thông tư về xác định và xác minh xuất xứ hàng hóa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng văn bản hướng dẫn thực thi về mua sắm chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng văn bản về hướng dẫn quy trình đăng ký chứng nhận loại gạo xuất khẩu vào EU để hưởng ưu đãi hạn ngạch thuế quan. Tôi đề nghị là về thời gian cụ thể thì các đồng chí ở Bộ Thương mại Đa biên và với các đơn vị trong vòng 10 ngày nữa các đồng chí phải hoàn tất cái chương trình hành động của chính phủ và cái kế hoạch thực hiện của Bộ Công Thương. Mà kế hoạch thực hiện của Bộ Công Thương ấy, thì bám theo cái nội dung của chương trình hành động của chính phủ là tất nhiên rồi. Nhưng còn phải có những cái nội dung khác mà nó hàm nghĩa ngay cái câu chuyện là tổ chức thực hiện một số cái nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn này. Thế nên là các đồng chí là có thể đồng chí xây dựng thành dưới hình thức phụ lục công việc phân công cho các đơn vị thì nó sẽ không bị bó buộc phụ thuộc vào cái câu chuyện của chính phủ phê chuẩn cái chương trình hành động. Tại buổi làm việc này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã nêu lên 3 vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong việc xây dựng chương trình hành động của Chính phủ cũng như kế hoạch thực thi hiệp định của Bộ Công Thương. Một là cần đẩy nhanh quy trình hoàn tất các thủ tục pháp lý từ nay đến kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Việc phê chuẩn sớm hiệp định cũng là yêu cầu từ phía đối tác EU. Hai là hoàn tất các nội dung phối hợp với các cơ quan của EU để hiệp định EVFTA vận hành tốt ở cả hai bên, đồng thời xây dựng được cơ chế song phương trong giám sát và thực thi hiệp định. Ba là tổ chức tốt việc thực thi và đưa hiệp định vào cuộc sống, nhất là khi xét đến bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới trong năm 2020. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt liên quan đến việc thực thi hiệp định EVFTA là công tác phổ biến, tuyên truyền các nội dung yêu cầu của hiệp định cùng các cam kết của Việt Nam tới các cơ quan công quyền ở trung ương, địa phương cũng như các doanh nghiệp.